Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc truyện ngắn Thầy Thanh của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạ qua hai giọng đọc của Nguyễn Ngọc Ngạ và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Chín tuổi, tôi theo gia đình vào Nam, trú ngụ tại vùng nông thôn cách Sài Gòn khoảng hơn 20 cây số về hướng Tây Ninh. Đó là một trại định cư do chính phủ vừa thiết lập vội vã, với hơn 3.000 người, đa số theo đạo Thiên Chúa, sống quây quần quanh ngôi giáo đường cũng vừa được những bàn tay cần cù của tín hữu dựng lên. Bên hông nhà thờ là dãy trường học mái tranh vách đất, ngăn làm 6 phòng. Dành cho 6 lớp từ mẫu giáo trở lên. 2 năm chạy loạn ở đất Bắc, việc học của tôi liên tiếp bị ngắt quãng, nhưng có lẽ vì thấy tôi đã lớn tuổi, cha mẹ tôi đẩy tôi vào học lớp nhất, tức là trình độ tột đỉnh của trường làng mà tôi cực kỳ hãnh diện. Dưới mắt tôi lúc ấy, thầy giáo Thanh dạy lớp nhất là một hình ảnh thần tượng vĩ đại. Mặc dầu thầy chỉ hơn tôi chưa đầy 10 tuổi và trình độ của thầy không quá đệ lục, tức là khoảng lớp 7. Tôi lại có cái vinh dự là ở kế nhà thầy, được bố mẹ dắt sang tận nơi, nhiều lần gửi gấm để thầy sai vặt trong nhà. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn cho hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi luôn luôn nằm lòng câu tục ngữ ấy, cho nên sẵn sàng hân hoan làm bất cứ việc gì thầy bảo, kéo nước, nấu cơm, quét nhà, chạy ra chợ mua thuốc lá cho thầy, tôi cũng nhanh nhẹn cả. Cha mẹ tôi luôn miệng khuyến khích tôi phục vụ thầy, đôi khi còn dặn dò thầy: nó lười thì thầy cứ lấy roi mà phết vào đít hộ tôi. Mỗi buổi sáng, khi tiếng trống dục 3 hồi gọi con nít đến trường, tôi mau mắn chạy sang đứng ngoài hàng rào nhà thầy, hồi hộp chờ thầy dắt xe đạp ra. Thầy cho phép tôi leo lên ngồi phía sau, rồi dướn người đạp theo con đường đất. Những lúc ấy, tôi thích trong lòng mình nở ra những cảm giác hết sức kỳ lạ, vừa hãnh diện vừa sung sướng. Dọc đường, bạn bè của tôi nhìn thấy đứa nào cũng đăm đăm ngó tôi với đôi mắt thèm thuồng lộ liễu. Tan học, tôi được thầy giao phó một nhiệm vụ nữa là ôm chồng vở 50 trang của cả lớp về để thầy chấm điểm. Con bé Phượng, hơn tôi 2 tuổi, cao nhất lớp, được thầy chọn làm trưởng lớp, đôi khi còn phải ganh tị với tôi vì mặt mũi tôi lúc nào cũng vênh váo kênh kiệu. Nhiều đứa khác cũng chỉ mong được thầy gọi đến sai vặt, nhưng đâu phải ai cũng có diễm phúc. Tôi rất buồn phiền là mặc dầu gần gũi thầy như thế mà sức học của tôi lại rất kém, nhất là môn luận văn. Dĩ nhiên tôi không phải đứa học trò lười, mặc dù bản chất tôi rất lười, bởi vì thầy đã lôi cổ tôi lên ngồi ở dãy bàn đầu ngay trước mặt thầy để bảo đảm tôi không thể lơ đãng một phút nào trong suốt 4 tiếng đồng hồ trong lớp. Cứ đến giờ luận văn là lúc tôi hết sức khổ tâm, bài làm tại lớp hay mang về nhà, chẳng bao giờ tôi đủ điểm trung bình. Một hôm thầy ra đề tả con chó, tôi viết một cách rất thành thật rằng con chó nhà tôi có 1 cái đầu, 4 cái chân và 1 cái đuôi. Thầy Thanh đem bài của tôi ra đọc cho cả lớp nghe và lớn tiếng mắng: chó nhà mày có đầu, có 4 chân, chó nhà người khác không có hay sao? Tôi biết thầy giận lắm, vì lần đầu tiên thầy gọi tôi bằng mày. Mặt thầy đỏ gay, giọng nói run run, và vì nhiều đứa vốn chẳng ưa tôi. Thank you.
Thầy kéo ghế ngồi và hạ giọng nói tiếp. Tả một người hay một con vật thì phải nói lên được đặc điểm của người đó hay vật đó. Câu này thầy đã dặn hàng chục lần rồi, nhưng tôi đâu có biết thế nào là đặc điểm. Con bé Phượng trưởng lớp, ngồi đầu bàn bên kia, liếc mắt nhìn tôi thương hại. Thầy Thanh đem bài luận của nó đọc cho cả lớp nghe và khuyên chúng tôi nên bắt chước. Nhà tôi có nuôi một con chó khôn lắm, nó biết giữ nhà, đuổi gà, ban đêm canh cửa, ích lợi như thế mà nuôi nó chỉ tốn cơm thừa canh cạn mà thôi. Đó là nhập đề con bé Phượng viết ra, tôi chẳng hiểu nó hay ở chỗ nào, nhưng thầy đã khen, thì tôi đành phải chăm chú lắng nghe và học thuộc lòng. Rồi thầy ra đề cho chúng tôi mang về nhà làm, hãy tả ông nội của em. Tôi lấy nguyên phần mở bài của con Phượng mà chép vào, chỉ đổi đi một hai chữ. Nhà tôi có nuôi một ông nội tôi khôn lắm, ông biết giữ nhà đuổi gà, ban đêm canh cửa, nuôi ông chỉ tốn cơm thừa canh cặn mà thôi. Hai hôm sau chấm điểm xong, thầy trả tập cho cả lớp, chỉ giữ lại cuốn của tôi. Tôi mừng lắm, đoán chắc là lần này tôi làm bài khá, xứng đáng để thầy đọc cho cả lớp nghe. Quả nhiên, tôi thấy thầy hớn hở mở cuốn tập của tôi và đọc lớn để mọi người thưởng thức. Thầy phì cười nhìn mấy chục đứa học trò đang chăm chú theo dõi. Vài đứa ngơ ngác không hiểu gì cũng nghe răng cười theo. Chúng cũng như tôi, chẳng hề biết câu văn mở đầu bài tả ông nội của tôi là một câu khôi hài cao độ. Tan trường, thầy còn sang tận nhà tôi, trao cuốn tập cho chị tôi đọc để chia sẻ niềm vui với thầy. Tôi nghe phong thanh thiên hạ đồn rằng, sở dĩ thầy chăm sóc riêng tôi là bởi vì thầy có ý dòm ngó chị tôi năm ấy 16 tuổi. Tôi chẳng cần biết điều đó có đúng hay không, và nếu đúng thì càng tốt, bởi vì dưới mắt tôi, thầy là người hết sức cao sang, chị tôi có được may mắn nâng khăn sửa túi thì gia đình tôi càng nở mày nở mặt với xóm làng. Có lần thầy rủ tôi xuống tận Sài Gòn xem chiếu bóng, rồi ghé tiệm đàn mua cây mandolin và vài bản nhạc bán ở lề đường. Từ đó, đêm đêm trong khung cảnh tĩnh mịch của xóm định cư lập lòe ảnh huyền hoặc của thầy, chị tôi ngồi may áo bên cạnh, thỉnh thoảng ngừng kim chỉ và cười bảo tôi. Thầy mày đánh đàn sai bé bét, bài Hòn Vọng Phu tao nghe một lúc vẫn chưa nhận ra. Tôi muốn chạy sang nói cho thầy biết là ngón đàn của thầy bị chị tôi chê, nhưng sợ thầy buồn lại thôi. Tháng ngày trôi đi, mùa hè năm ấy chúng tôi ra Sài Gòn thi tiểu học. Từ sáng tinh mơ, chiếc xe đỏ Liên Trung đã chạy vào đậu sẵn ở trước sân nhà thờ. Chị tôi dẫn tôi mang giấy bút ra đi và nhét vào túi tôi 2 đồng làm lộ phí. Tôi thấy thầy Thanh có mặt bên cạnh chiếc xe đỏ, nói chuyện với một đám khá đông phụ huynh học sinh. Mặt mũi ai cũng hết sức nghiêm trọng, vì đây là ngày đưa con cái dẫn bước vào đường khoa bảng. Thấy tôi, thầy chạy lại. Chắc là thầy chạy lại vì chị tôi, chứ không phải vì tôi. Thầy nắm tay tôi và dặn. Cố lên nhé, thế nào cũng phải đậu. Rồi thầy hỏi chị tôi. Xe còn rộng chỗ, cô đi luôn với chúng tôi không? Chị tôi lắc đầu. Thôi, em đi làm gì? Có cô dù sao, em cô cũng lên tinh thần hơn. Chị tôi thoái thác một lần nữa, rồi từ giã thầy và quay về. Tôi thấy đôi mắt thầy hơi buồn, nhưng chẳng buồn được lâu vì đám phụ huynh lũ lượt ùa tới, níu kéo thầy, vừa thăm hỏi, vừa dặn dò gửi gắm. Con bé Phượng hôm nay, diện quần áo mới, léo nhéo hò hét chúng tôi xếp hàng để lên xe. Thầy Thanh cầm tờ giấy điểm danh một lần chót rồi cho xe.
khi đãi khách bao giờ cũng có gà luộc, giò lụa, lòng heo và canh bóng nấu với su hào. Tôi được thầy cho phép ngồi ăn chung, và thầy luôn miệng khen tôi thông minh, khiến tôi cũng tưởng là mình thông minh thật. Bố mẹ tôi thì hết lời ca ngợi công lao dạy dỗ của thầy, vì lớp học thi đậu đến hơn một nửa. Bữa tiệc ăn mừng ấy cũng là bữa cơm giã từ. Thầy Thanh, bởi vì cha mẹ tôi quyết định dọn nhà xuống ở hẳn Sài Gòn. Tôi thấy thầy Thanh hơi lặng người khi nghe tin gia đình tôi sắp ra đi. Một là thầy tiếc vì sắp mất vài người thân. Cũng có thể thầy buồn vì từ nay khó gặp lại chị tôi. Và lý do quan trọng hơn nữa mà mãi sau này tôi mới hiểu ra là thầy cần có học trò. Vài tháng nay số người rời trại cứ tăng dần, vùng đất này khó sinh sống vì chẳng có nguồn lợi nào vững chắc để giữ chân người ta lại. Những gia đình có vốn thì dọn về Sài Gòn buôn bán, những người quen chân lấm tay bùn thì di chuyển xuống Rạch Giá làm ruộng, hay theo lời kêu gọi của chính quyền tìm về định cư ở các khu dinh điền đầy hứa hẹn. Lớp học của thầy Thanh chỉ trong tương lai rất gần sẽ thưa thớt học trò, và lợi tức của thầy sẽ theo đó mà vơi đi. Giã biệt thầy Thanh, lòng tôi cũng buồn như thầy. Tôi yêu khung cảnh đùm bọc của trại định cư, những đứa bạn rách rưới nhưng thân tình với tôi hơn một năm nay. Tôi chạy đi báo tin cho từng đứa biết, và con Phượng rưng rưng nước mắt bảo tôi, thỉnh thoảng nhớ về thăm Phượng nhé. Chẳng phải nó quyến luyến gì tôi, nhưng nó mơ ánh đèn Sài Gòn cũng như tôi, thấy tôi được đến chốn xa hoa. Nó tủi thân nhỏ vài giọt nước mắt thương cho chính nó đấy thôi. Thấy nó sụt sùi mãi, tôi hứa ẩu, thế nào ta cũng về chơi. Bố tao bảo dù có muốn ở lại đây cũng không được, vì trường học chỉ có đến lớp nhất là hết. 4 năm sau tôi trở lại làng cũ đến thăm thầy Thanh ngay, để khoe cái bằng trung học đệ nhất cấp vừa thi đậu. Thầy nhìn tôi nụ cười ngượng ngập, có lẽ vì thấy tôi bây giờ đã giỏi hơn thầy. Nhà thầy thay đổi nhiều lắm. Mảnh đất chung quanh mới ngày nào sơ xác răm ba lún sắn, bây giờ tùm cây trái và những khóm trúc được thầy chăm chút rất kỹ lưỡng. Thầy cũng đã bán xe đạp, mua mobilet dựng ở trước thềm như một dấu hiệu của sự giàu sang và quý phái. Nhưng bước vào nhà, tôi hơi xúc động vì cảnh nghèo không thể che đậy được. Học trò còn lại lưa thưa vài chục đứa, mà lắm khi 2-3 tháng không có tiền đóng học phí. Trường công trong xã mở ra nhiều hơn, lôi kéo mất của thầy nhiều nồi cơm. Cái mobilet cũ kỹ kia chỉ là kết quả của mấy mùa nuôi gà và trồng rau, rồi gọi người đến mua, chứ không phải từ ngôi trường tiểu học mang lại. Tôi tặng thầy mấy bản nhạc mới, vì tưởng thầy vẫn còn mê đánh đàn như ngày tôi sống bên thầy. Nhưng nhìn khắp nhà chẳng thấy cây mandolin đâu cả. Có lẽ thầy đã đập cây đàn từ ngày chị tôi ra đi không một lời từ giã. 4 năm sau, nhân dịp lên Tây Ninh, tôi lại tạt vào thăm thầy Thanh. Lúc này tôi vừa ghi tên năm thứ hai đại học, nhưng cũng muốn nhấp nhổm đi làm để kiếm thêm tiền. Tôi dựng xe trước cửa nhà thầy và giật mình thấy con Phượng, bạn tôi, đang ngồi du con trên chiếc võng căng ngang hai cái cột trước thềm. Chao ôi, cái con bé một thời mày tao với tôi, thậm chí có lần chúng tôi đánh nhau, tôi nắm tóc vật nó trên sân cỏ nhà thờ. Bây giờ trở thành vợ thầy Thanh của tôi, khiến tôi chẳng biết xưng hô thế nào cho hợp lý. Tôi kêu lên, ủa, Phượng. Phượng lúng túng đứng dậy, bế con chạy vào nhà. Tôi thì đứng lóng ngóng trên thềm, nhìn sang căn nhà cũ của gia đình tôi, bây giờ đã biến thành vườn rau, mất hết dấu tích xưa. Tôi nghĩ đến thầy Thanh và hơi bực mình vì thầy lấy con Phượng. Tôi lại miên man hình dung ra những thằng bạn của tôi 8 năm về trước, và chỉ nhớ nổi 2-3 đứa có kỷ niệm đánh lộn với tôi mà thôi. Từ trong nhà, Phượng vén màn thò đầu ra gọi tôi vào. Nàng đã đặt con trong phòng, chải tóc lại và thay áo. Toàn thân Phượng đổi thay ghê gớm, chỉ có đôi mắt vẫn như xưa. Tôi ngồi xuống ghế, Phượng đứng bên cạnh,
lật cái ly thủy tinh đang úp trong khay, rót nước trà mời tôi. Tôi nhìn rõ những sợi gân xanh nổi mờ mờ trên mu bàn tay Phượng và đoán rằng Phượng không được khỏe sau lần sinh con đầu tiên, hoặc cũng có thể vì Phượng phải làm việc quá sớm, thời gian dưỡng sức chưa đủ làm nàng bình phục. Tôi hỏi, Phượng lấy thầy Thanh từ hồi nào mà không cho tôi biết? Mới hơn một năm, đâu có địa chỉ mà báo tin. Cả hai cùng e dè như có cái gì bất ổn. Tôi bùi ngùi hỏi thêm, thế thầy vẫn đi dạy học đấy chứ? Phượng gật đầu. Dạy một buổi. Tôi dướng người lên và nhận ra thầy Thanh của tôi đang bước vào. Hình ảnh của thầy thảm hại quá. Thầy mặc quần nâu sắn lên quá đầu gối, đầu đội mũ vải bạc thách, trên vai vác cây xảo tre, và tay trái xách chiếc thùng sắt han rỉ, nước vẫn chảy từng giọt theo bước đi. Tự nhiên tim tôi thắt lại. Cảnh xa xút nào cũng dễ làm người ta mủi lòng, nhưng giả như chính gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh xuống dốc, chưa chắc tôi đã băn khoăn bằng nhìn thấy thầy Thanh vất vả. Tôi thấy Phượng lúng túng vài giây, rồi rẽ sang hông nhà, men theo lối tắt vào bếp. Tự dưng lòng tôi hối hận đã trở lại thăm thầy để chứng kiến cảnh bối rối của thầy và của Phượng. Phượng đi nhanh vào trong, một lúc xong trở ra, phân trần. Học trò bây giờ ít lắm, không còn như ngày xưa. Buổi chiều thầy thường phải đi thả lưới ngoài sông kiếm thêm. Tôi bùi ngùi, vất vả quá nhỉ. Phượng gật đầu. Thời buổi này thứ gì cũng đắt đỏ, không làm thêm thì không sống nổi. Thầy Thanh đã thay quần áo, rửa mặt, chải tóc và bước ra nói như xem. Lũy đấy à, lớn quá rồi, đã có gặp ngoài đường chắc cũng không nhận ra. Tôi đứng dậy chào thầy, nụ cười thầy ngượng ngùng thấy rõ. Thầy già đi nhiều quá, nhất là nước da ngăm đen, đôi tay chai cứng và đất cát còn đọng lại ở 10 móng tay. Tôi lễ phép thưa, em có việc phải lên Tây Ninh, tiện đường ghé thăm sức khỏe của thầy. Em vừa nói chuyện với cô, mới biết thầy đã lập gia đình và có em bé, em có lời chúc mừng thầy. Thầy Thanh đưa mắt nhìn vợ, Phượng đứng dậy bỏ vào phòng với con, rồi thầy khoan thai bảo tôi. Cảm ơn em còn nhớ đến thầy, thầy và Phượng vẫn nhắc đến em luôn, bây giờ em học ở đâu? Tôi kể chuyện học hành, chuyện đời sống Sài Gòn và nhân tiện hỏi thầy. Sao thầy cô không dọn xuống ở hẳn dưới Sài Gòn, dưới ấy dễ làm ăn hơn? Thầy xoa cằm, trầm ngâm, nhìn ra sân. Tôi cũng có ý định ấy, nhưng chưa dám đi. Em cũng biết nghề dạy học của tôi đồng lương không tăng, mà vật giá thì cứ mỗi ngày một lên, đuổi theo không kịp. Thầy đột ngột đứng dậy kéo tay tôi. Đi ra ngoài vườn cho mát. Tôi theo thầy ra sau nhà, thầy trò ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới gốc một cây ổi. Cái phút ngượng ngập qua đi khá nhanh, thầy vui vẻ nhắc lại niên khóa đầu tiên ở khu định cư này, mà thầy coi là thời kỳ hào quang nhất của thầy. Từng tên học trò thầy còn nhớ cả, nay mỗi đứa mỗi phương, ít có ai còn nhớ đến thầy mà hỏi thăm như tôi. Việc học như đi trên dòng nước, không tiến tức là lùi. Lũ học sinh chúng tôi cứ ngoi lên, trong khi trình độ của thầy đứng nguyên một chỗ. Nhưng tôi luôn luôn nhớ cái nấc thang đầu tiên thầy đã dẫn tôi, cho nên bao giờ tôi cũng kính trọng thầy như ngày nào còn ngồi trong lớp làm bài luận tả con chó. Rồi, chiến cuộc lan rộng thêm, quân đội đồng minh ồ ạt đổ vào, tạo công ăn việc làm chớp nhoáng cho dân thành phố. Tôi học được 2 năm đại học thì tạm ngưng, để vào làm cho một hãng máy bay Hoa Kỳ mới mở tại Tân Sơn Nhất. Vì là người đầu tiên của sở, tôi được gã giám đốc phong cho chức vụ phụ tá.
hãng máy bay từ vài chiếc C-47 đã nhanh chóng tăng lên hơn 30 chiếc để chuyên chở nhân công và vật liệu cho các công trường rải rác trên toàn quốc. Tôi đang báo tuyển người và một hôm giật mình nhìn thầy Thanh khúm núm cầm lá đơn xin vào phỏng vấn. Thực tình tôi không muốn nhận thầy chút nào cả, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của thầy và Phượng, chắc lúc này túng thiếu lắm. Tôi lôi thầy xuống quán cà phê và băn khoăn nói: "Công việc khá nặng đấy thầy, không biết là thầy có làm được hay không?" Thầy sợ tôi từ chối, vội trấn an tôi: "Sợ Mỹ làm gì có việc gì nặng. Tôi nghe nói một việc chỉ cần một người, họ cũng mướn đến 2-3 người. Thôi anh cứ cho tôi làm đi, 2 năm nay tôi chéo lưới còn được kia mà." "Thưa thầy, ý em muốn là thầy đợi một thời gian nữa, lúc nào có công việc trong văn phòng thì em sẽ xin cho thầy. Đợt này tuyển nhiều nhưng chỉ lấy toàn phu quân vác để chất hàng lên máy bay thôi." Thầy nghĩ một chút rồi năn nỉ: "Anh cứ cho tôi làm tạm, khi nào có việc gì khác thì cho tôi đổi, được không?" Tôi ái ngại: "Như thế không tiện, thầy đang làm phu quân vác, em đưa thầy lên không được. Nhưng mà thôi thôi, tùy thầy đấy, nếu mà thầy muốn thì em nhận đơn thầy ngay." Thầy gật đầu quả quyết: "Tôi làm được mà." Đôi mắt thầy vui hẳn lên, nhìn tôi ngỏ ý cảm ơn. Tôi nhét lá đơn của thầy vào túi và hỏi: "Thầy dọn hẳn về Sài Gòn chưa?" "Mới dọn được mấy tháng, tạm thuê nhà ở ngã tư Bạch Hiền." "Vâng, như thế thì tiện hơn thầy ạ. Cô và em có khỏe không thầy? Hôm nào em ghé thăm thầy cô." Hình như thầy không muốn tôi đến nhà nên chỉ cười và bắt tay tôi. "Bao giờ bắt đầu làm?" "Sáng mai thì mời thầy đến, thầy nhớ có mặt đúng 6 giờ, kịp lên hàng cho chuyến máy bay sớm." Thầy gật đầu và bước đi. Tôi dặn thêm: "Làm sở Mỹ, thầy đừng có cố gắng quá sức mà mệt vào thân. Tà tà thôi, người ta sao mình vậy." Thầy im lặng lắng nghe. Tôi sực nhớ ra một điều quan trọng hơn phải nói với thầy. Nguyên tắc của sở Mỹ là nếu nhìn thấy ai ăn cắp thì thầy nhớ quay mặt đi chỗ khác, hoặc là tốt nhất là thầy lảng đi chỗ khác. Em nói vậy chắc thầy hiểu. Thầy lại gật đầu và nhanh chân bước đi. Tôi nghĩ đến Phượng đang bế con ở nhà chờ tin chồng bắt đầu cuộc đời mới tại Sài Gòn, và tự dưng tôi thấy buồn vì chung quanh tôi, kể cả chính tôi, bao nhiêu nhà giáo, bao nhiêu công chức đều nao núng bỏ chỗ đứng cũ để lao vào kiếm tiền ở sở Mỹ. Thầy Thanh đi rồi, tôi vội vàng nhờ thư ký làm thẻ an ninh cho thầy, chuyển sang phân chi cảnh sát Tân Sơn Nhất, xin chữ ký để thầy được phép ra vào phi trường. Giấy tờ của hãng thì thùng thẳng cũng được, nhưng giấy phép vào cổng phi cảng thì cấp bách hơn, để sáng mai thầy có thể bắt đầu công việc. Cả ngày hôm ấy tôi loay hoay nghĩ đến những công việc mà tôi hy vọng có thể đặt thầy vào để thầy nhàn thân hơn làm phu quân vác. Chẳng hạn thầy có thể hướng dẫn hành khách ra phi cơ, hoặc lo việc giấy tờ trong văn phòng của tôi, hay ít ra thầy có thể làm cai chỉ huy 18 công nhân tôi vừa tuyển dụng, vừa nhiều lương vừa đỡ vất vả. Gã giám đốc của tôi chỉ có cái tật mê gái Việt Nam, ngoài ra gã rất tốt và dễ tính, tôi nói gì gã cũng nghe. Nhưng khổ một nỗi là thầy Thanh của tôi không nói được một câu tiếng Anh nào, kể cả how are you. Tôi đành phải miễn cưỡng để thầy bốc dỡ hàng hóa như thầy mong muốn. Những buổi trưa nắng cháy ở phi trường, tôi ngồi trong văn phòng máy lạnh trông ra, nhìn thầy mồ hôi nhễ nhại khiêng từng thùng gỗ nặng trịch quăng lên máy bay, lòng tôi se thắt phải quay mặt đi chỗ khác. Tôi nhớ đến Phượng, đến ngôi trường tiểu học năm xưa, đến hình ảnh sáng chói của thầy 10 năm về trước. Tôi thấy nao nao oán trách những đổi thay của thời gian. Có hôm tôi biết trước sắp có chuyến cà phê khá nặng, tôi nói với ông cai xin phép đưa thầy sang nhà hàng Air Việt Nam ăn cơm để tránh buổi công tác nặng nề đó. Nhưng lúc trở về thì một đống thùng vẫn nằm nguyên trên sàn bên cạnh cửa máy bay để chờ bàn tay của thầy. Đám công nhân kia ganh tị nhất định chia phần cho thầy, bắt thầy phải làm một mình. Tôi xắn tay áo chạy ra phụ với thầy Thanh.
nhưng gã giám đốc gọi tôi vào văn phòng và bảo, nếu không đủ người thì mướn thêm, đó không phải là việc của ông. Mấy tháng sau, thầy mời tôi lại nhà chơi. Tôi nhận lời ngay vì đã lâu chưa gặp Phượng. Và lại, lúc này thầy có tiền, chắc không đến nỗi mặc cảm khi có mặt tôi. Phượng sửa soạn bữa cơm rất thịnh soạn để đón tiếp tôi. Đứa con gái hơn 3 tuổi lăng xăng chạy ra chạy vào. Phượng bắt nó khoanh tay kính cẩn chào tôi như một vị ân nhân từ trời gửi xuống cứu người lầm than. Tôi để ý những thay đổi khá rõ nét trên người Phượng, từ áo quần đến son phấn. Ngồi vào bàn ăn, tôi hỏi ngay, công việc có nặng quá không thầy? Thầy Thanh lắc đầu. Mấy hôm đầu thì vất vả, nhưng chỉ độ 1 tuần, thấy quan đi. Phượng cười, mấy hôm đầu, đêm nào cũng xoa dầu nóng. Bữa tiệc hôm ấy, thầy Thanh uống nhiều bia, nói cười luôn miệng. Tôi cố ý dò xem thầy có nhân dịp uống say để phun ra điều gì bất mãn về hiện tại của thầy ấy không, nhưng tuyệt nhiên không hề có. Tôi mừng vì thầy an phận, vui với công việc và đồng lương hàng tháng. Vì như thế, ít ra tôi cũng trả ơn thầy được một phần nào. Thầy hỏi tôi, thế nào, có ý định lấy vợ chưa? Tôi thành thật đáp, chắc em không làm ở đó lâu đâu. Hết năm nay em định trở lại trường học cho xong, rồi mới tính chuyện lập gia đình. Thầy Thanh và cả Phượng cùng nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ cả hai cũng thắc mắc là tại sao tôi lại dại dột chê một công việc quá ngon lành ở hãng máy bay. Tôi thấy Phượng chớp mắt mấy lần rồi dè dặt nói, nghĩ xem trong sở có việc gì tôi làm được không. Tôi im lặng xem phản ứng của thầy Thanh, nhưng thầy cũng im lặng. Thầy không hiểu rằng tôi rất chán đàn bà Việt Nam vào làm sở Mỹ. Tôi nghĩ đến thằng giám đốc của tôi mấy lần mon men nhờ tôi kiếm bạn gái cho gã dẫn đi party, và lần nào tôi cũng thoái thác, tao kiếm cho tao còn chưa nổi, làm sao tao kiếm cho mày được. Tôi không nói ra ý nghĩ ấy, sợ làm buồn lòng thầy. Tôi chỉ dè dặt đáp, thầy cô cứ để từ từ em coi. Lúc tiễn tôi ra cửa, Phượng còn chạy theo dặn một lần nữa. Tôi gật đầu, nhưng tự nhủ trong lòng sẽ cương quyết không bao giờ tìm được cho Phượng. Tôi muốn Phượng mãi mãi chỉ là người vợ với đủ bản năng nội trợ bên cạnh thầy Thanh. Cuối mùa hè năm ấy, tôi xin nghỉ để kịp ghi danh lại. Thầy Thanh ở lại hãng máy bay tiếp tục những ngày khuân vác và lãnh tiền về nạp cho vợ. Từ đó tôi ít có dịp ghé thăm. Một lần duy nhất đi ngang ngã tư Bảy Hiền, tạt vào nhưng cả nhà đi vắng. Bằng đi 4 năm sau, tôi vào quân đội, rồi một hôm từ sư đoàn 9 thuyên chuyển về tiểu đoàn địa phương quân ở Định Tường, thì tình cờ lại gặp thầy Thanh cùng chung đơn vị. Thầy mang cấp bậc binh nhất, có nghĩa là thầy vào lính đã hơn 1 năm. Thầy và tôi cùng có số lưu lạc, nhưng hình như lúc nào cũng nặng duyên nợ với nhau. Gặp tôi, thầy vừa mừng vừa ngượng. Thầy đi theo đại đội, còn tôi tạm thời được tiểu đoàn trưởng cho coi trung đội vũ khí nặng ở bộ chỉ huy tiểu đoàn. Những hôm đơn vị đóng quân, tôi thường xuống tìm thầy, mắc võng nằm bên nhau nói chuyện. Trên khuôn mặt già nua của thầy, dù thầy mới 34 tuổi, tôi chẳng còn nhận ra nét nào quen thuộc của thời xa xưa khi tôi ngồi nghe thầy giảng bài ở lớp tiểu học. Thầy thường nhắc đến Phượng, đến đứa con và tỏ ý tiếc nuối những ngày còn làm sở Mỹ. Tôi biết thầy chỉ là một quân nhân bình thường, ít chiến công, nên cả năm chỉ đi phép được 1-2 lần. Những ngày cuối tháng, Phượng thường đón xe đò xuống nằm chờ ở hậu cứ để mang về một phần lương vốn đã ít ỏi của thầy. Đó là cách Phượng kiểm soát chồng, vì nàng nghe đồn lính tráng xa nhà thường hay có vợ bé. Thật ra thì Phượng quá lo xa, tôi nghĩ chả có đứa con gái khùng nào mê thầy Thanh, vì mặt mũi thầy lúc này trông chán lắm. Một hôm thầy gặp tôi, ngỏ ý xa gần nhờ tôi xin cho thầy mấy ngày phép, vì thầy biết tôi thân với ông thiếu úy đại đội trưởng của thầy. Nhân dịp tiểu đoàn về hậu cứ, tôi rủ ông thiếu úy đi nhậu, rồi nói, chắc mày biết ông Thanh là thầy cũ của tao, tao muốn nhờ ông ấy về Sài Gòn lo công chuyện cho tao 1-2 ngày, mày ký cho ông cái sự lệnh được không? Ông thiếu úy bảo tôi,
Mày đừng có vờ vịt, nó nhờ mày xin phép cho nó chứ gì. Quân số tham chiến yếu quá, nhưng mày muốn thì bảo nó viết đơn xin phép đặc biệt. Tao cho nó 4 ngày, cứ phịa đại là vợ chết hay gì đó cũng được, nhưng mà dặn nó là phải trả phép đúng hạn. Tôi mừng quá cho người đi tìm thầy và bảo thầy viết đơn ngay hôm đó. Thầy cảm ơn tôi rối rít chạy đi tắm rửa, giặt quần áo để sáng mai đón xe về thành. Đó là lần đầu tiên tôi mất cảm tình với thầy Thanh, bởi vì thầy không trở lại đơn vị đúng thời hạn trả phép. Tôi vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Bình thường thầy là người khá tế nhị. Lúc còn ở hãng máy bay, tôi biết nhiều khi thầy gắng sức làm việc nhiều hơn các đồng nghiệp để tránh cho thiên hạ khỏi hiểu lầm là thầy ỷ thế quen tôi. Gần 1 năm ở đây, thầy cũng ít khi cho ai biết tôi là học trò cũ của thầy. Tuy chẳng phải là một quân nhân xuất sắc, nhưng thầy luôn luôn tôn trọng kỷ luật. Tôi đoán chắc ở nhà có chuyện gì quan trọng, cho nên thầy mới trễ phép. Đôi khi tôi giật mình lo sợ thầy đào ngũ luôn, thì tôi sẽ rất khó ăn khó nói với ông đại đội trưởng của thầy. May quá, ngày thứ 8 thầy mò về tiểu đoàn, thay quần áo rồi ra thẳng đại đội trình diện. Thầy có ít tìm tôi để phân trần vài lời, nhưng liên tiếp mấy ngày bận hành quân, tôi không ghé xuống đại đội của thầy được. Mãi đến hôm dưỡng quân, toàn đơn vị kéo ra sát bờ sông, tôi đến thăm thầy thì gặp đúng lúc thầy đang bị phạt. Ông đại đội trưởng bắt thầy đứng ngâm dưới nước, hai tay giơ lên giữ cây đại liên M60 giống như hình ảnh Chúa đóng đinh trên thập giá. Từ xa trông thấy cảnh đó, tôi vội dừng lại núp vào một gốc cây để thầy khỏi thấy tôi. Rồi tôi nhờ một người lính gọi ông thiếu úy đại đội trưởng của thầy ra để tôi xin lỗi. Ông thiếu úy nhìn tôi lắc đầu. Tao chán thằng thầy của mày quá. Tôi cười. Thôi, mày giơ cao đánh khẽ dùm ta, lỗi tại ta. Ông thiếu úy nói nhỏ với tôi. Cả đại đội ai cũng biết nó là người quen của mày, chính vì thế tao cần phải phạt nó. Nếu không, thằng nào cũng trễ phép, tao lấy đâu ra quân số tham chiến. Thầy trò chúng tôi ở với nhau được hơn 2 năm, thầy thăng cấp hạ sĩ thì tôi được biệt phái về Sài Gòn. Ngày tôi lên đường, đúng hôm Phượng xuống thăm chồng, tôi xin phép cho thầy ra chợ uống với tôi vài chai bia để chia tay. Lần đầu tiên tôi thấy thầy khóc. Có thể những lúc bình thường không có men rượu, thầy muốn khóc cũng không khóc được. Hôm nay nhân cơn say, thầy sụt sùi mãi khiến tôi áy náy chịu không nổi. Tôi đứng phắt dậy và chia tay. Thầy ở lại mạnh giỏi. Thầy vui vui bảo tôi. Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng em nhớ ghé thăm Phượng, xem mẹ con nó có cần gì thì lo hộ tôi. Tôi gật đầu, chào thầy lần nữa, rồi đi nhanh ra bến xe đỏ. Năm sau, tôi được tin thầy chết trận ở xã Mỹ Thiện, quận Cái Bè, tỉnh Định Tường. Phượng làm đám tang xong xuôi, rồi mới cho tôi hay. Tôi biết nói gì với Phượng bây giờ. Mọi lời phân ưu đều chỉ là những thủ tục thừa thãi. Đối với những mất mát lớn lao ấy, chỉ có thời gian là biện pháp hữu hiệu nhất để xoa dịu nàng. Tôi nhớ lời thầy Thanh căn dặn hôm chia tay là thỉnh thoảng phải ghé thăm Phượng. Thế mà hơn 1 năm ở Sài Gòn, tôi đã quên hẳn mẹ con nàng. Để bù đắp lại phần nào, tôi đôn đáo liên lạc những nơi quen biết, tìm việc làm cho Phượng, đồng thời đưa đứa con gái của Phượng qua trường tôi đang dạy để khỏi đóng học phí. Thầy Thanh mất đi được có mấy tháng thì Cộng sản chiếm miền Nam. Hóa ra thầy là một trong những chiến sĩ cuối cùng nằm xuống trước khi mất nước. Tôi chẳng hiểu tại sao đời học sinh của tôi chỉ có một niên khóa bên cạnh thầy, mà thấy những gắn bó linh thiêng luôn luôn bám chặt lấy tâm trí tôi. Mỗi khi có dịp đi ngang một ngôi trường nhỏ, tôi thường bồi hồi nhớ đến thầy. Rồi mấy năm trong trại cải tạo và những ngày ở hải ngoại, hình ảnh thầy vẫn đến với tôi bất chợt như phảng phất, lúc có lúc không. Đầu năm 80, tôi được thư Phượng báo tin nàng vừa đến Mỹ.
Lạ quá, đã 4 năm nay từ khi mất nước, tôi chẳng còn liên lạc gì với Phượng. Sao bây giờ nàng lại vẫn tìm ra tôi? Tôi lấy vacation bay qua thăm mẹ con Phượng, nhân tiện cũng cần gặp lại vài người bạn cũ tại thành phố đó. Phượng đón tôi ở phi trường, hai mẹ con cao bằng nhau, trông y như hai chị em. Nàng không thay đổi lắm, lúc nào cũng đơn giản, ít phấn son. Câu đầu tiên Phượng hỏi tôi, trông Phượng có già lắm không? Câu đó thực ra không nên hỏi, vì trước khi hỏi đã đoán được câu trả lời. Tôi nói, vẫn thế. Phượng cười cười, 37 tuổi rồi đấy, nửa đời người. Đứa con gái đi bên cạnh Phượng nhìn tôi đăm đăm và bảo, mẹ cháu thường nhắc đến chú luôn, mẹ cháu nói đời mẹ chỉ có một người bạn tốt thôi chú. Tôi mỉm cười, trái lại, chú thì rất ít khi nhớ tới mẹ cháu, chú chỉ nghĩ đến bố cháu thôi, vì ngày xưa chú là học trò của bố cháu. Nói xong câu đó, tôi rất hối hận, vì khôi hài không đúng lúc, làm Phượng đang vui, bỗng xịu hẳn mặt xuống. Chúng tôi đón taxi về nhà Phượng. Tôi dự trù ở lại thành phố 2 tuần. Ban ngày đến ăn cơm ở nhà Phượng, buổi tối ngủ nhờ mấy thằng bạn. Tôi mừng vì những ngày bên cạnh nhau, Phượng rất yêu đời. Có những câu nói, những cử chỉ bất chợt trẻ hẳn lại, như ngày chúng tôi còn cãi nhau, vật nhau trên sân cỏ trường tiểu học. Dù không chủ quan, tôi cũng có thể nhận rõ cái nhìn níu kéo hiện hiện trong đôi mắt Phượng. Thỉnh thoảng, tôi cũng đến trường đón đứa con gái 16 tuổi của Phượng để nói với nó thật nhiều về thầy Thanh. Tôi tặng nó bức hình duy nhất tôi chụp chung với thầy ở đơn vị tác chiến, dặn nó luôn luôn giữ trong bóp để nhớ đến thầy. Đêm trước ngày trở lại Canada, tôi ngồi với Phượng khá lâu ở ngoài hiên. Lúc trao cho tôi ly nước, Phượng giữ chặt bàn tay tôi và nói nhỏ, anh ở lại đây luôn với Phượng nhé. Tôi không nói gì. Nàng buông tay tôi ra, khoanh trước ngực, đầu cúi xuống như hối hận, đã ngỏ ý quá vội vã. Tôi thấy đôi mắt nàng chớp mau, vội lên tiếng, tôi phải trở về Canada đã, rồi tôi sẽ liên lạc với Phượng sau. Nói thế, nhưng tôi đã dứt khoát trong lòng là sẽ chẳng bao giờ gặp lại Phượng nữa. Bởi như vậy, hình ảnh thầy Thanh sẽ còn mãi trong lòng tôi.